Hai con vẹn mẹ này, với lại hai con, một con dài đuôi, một con ngắn đuôi. Nuôi nó quá là béo tốt. Hùng nhắc cái cân ra, cân thử ra nào, mấy cân? 10 cân là cái chắc luôn. Cân thử ra nào. Là bọn này là được gần 3 tháng. Gần 3 tháng, tai thì ở cái diện là gì thôi, không lên được. Đây, vừa cân thử đúng như dự đoán, 10 cân một con, kinh thật. Đây, hai con cọc vẹn đây. Hai con này thì có bạn ở trong miền Nam, bạn ấy muốn bắt nhưng mà không có chuyển được. Thành ra là nó bị nhỡ nhà. Chờ mãi mà đến bây giờ thì nó cũng coi như là 3 tháng rồi. Xít 3 tháng rồi. Thế cho nên là thôi hủy kèo miền Nam vì không thể chuyển chó được. Ai ở miền Bắc mà có muốn bắt cả hai con cũng được. Đấy, hai con này là bố là con cọc, bố là con sẹo đấy. Mẹ là con vẹn kia. Nhưng mà như thế là thể hiện ra là nó có pha máu con vẹn kia, là nó có pha máu con Bắc Hà rồi. Con mẹ của nó là pha máu Bắc Hà. Cái mặt này là mặt Bắc Hà rồi. Hai con này là hai con chó con này coi như là bố cọc, mẹ mẹ thì cọc đuôi, nhưng mà giữa máu Bắc Hà và máu cọc đấy. Cụt Ăn thì bao giờ bọn con em mới cho ăn? cụt đuôi này là 11 cân, con dài đuôi là 10 cân. Đó. Đấy, nô đấy. Nô nô nghịch nghịch đấy. Tai này là tai Bắc Hà rồi. Còn cái con cọc này thì tai của nó có thể là nó lại lên này, còn cái con đuôi dài này là tai đúng gốc tai Bắc Hà rồi. Đây này, đây này, đó. Con này thì lại cọc đuôi đẹp đây, nhìn cái đuôi này, đây là đuôi tự nhiên nhé. Đuôi thì Công đẹp, nhận đuôi đẹp thật. đuôi thì đẹp vuốt xuống, đuôi đẹp vuốt xuống. Nhưng con đấy thì lại tai nó hơi khác con này một tí đấy, nhìn cái tai của nó hơi khác một tí kìa, nhưng béo này làm sao lên tai được. Còn chính cái con đuôi dài kia là tai của nó đúng tai Bắc Hà rồi kìa. Hơi vảnh vảnh lừng 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 như con mẹ đấy. Đó, con mẹ nó là cho bản, nó đuôi thì cụt nhưng mà nó lại là máu Bắc Hà nhiều. Cho mẹ, bế mẹ vào luôn đi anh. Đây, quay ba mẹ con luôn. Khả năng là chuồn. Thôi chuồn thì thôi. Đó. Con cụt đuôi này thì là 11 cân rồi. Còn con có đuôi thì là 10 cân. Thôi, không trèo Nào, ra. nào, nào. Trèo ra đấy, nghịch như tướng cướp luôn. Hai con đều là chó cái. Này. Không xoay được cái mặt của xìu. Nào. Trời, người, trời. Vằn thì đẹp đấy. Vằn thì là sẫm màu nhưng mà vằn này là đẹp. Con này là con mẹ nó nào phải mua nó cũng khó chứ. Phải đi đi lại lại 4 5 lần. Nhà nó có hai mẹ con. Con này là con mẹ, nó giữ lại con nó bán con mẹ. Cho ăn đúng bằng cái tầm 50 ngày hiện bây Không. giờ này. Đấy, Như chỉ này. có cần ý thôi. Như này là ăn nhiều, nếu mà như thế Vâng. này là cái con này là sẽ không thể dựng tai được. Nếu mà cho ăn mà béo tốt như thế này, người con chó nhìn nó như này mà, nhìn trông có người nó lầm tròn trung trục này, nhìn trông này 3 tháng rồi, coi như là 3 tháng mà nhìn con Chân nó chó to nhìn hơn trông chân mẹ. 3 tháng mà 11 cân nhìn trông như này thì làm sao mà tai lên được. Đuôi thì tốt. Đó. Bán cho theo cân là cũng được 800 một con rồi đấy. Bán cho theo cân. Tiêm 2 mũi vaccine tẩy giun 3 lần. Ok, cho người ta mua về người ta nuôi trong nhà. Ok. Ở đấy, cho nó bắt đầu cho nó chơi rồi đấy, để còn nhìn cái mặt của chúng nó. Chỉ cần làm sao để nhìn được cái mặt của chúng nó. Đó, cụt đuôi đó, cụt đuôi là tai kiểu khác nha, cụt đuôi là cái tai của nó kiểu khác này, cái gốc Còn tai kiểu khác này. Còn con dài đuôi là gốc tai Bắc Hà này, dài đuôi là tai này lừng lừng này, tai Bắc Hà 100% rồi.
giống tai con mẹ, còn con cụt đuôi thì là tai con cọc này. Cụt đuôi này là một là giảm cân, hai là nẹp tai thì chắc là sẽ lên, sẽ thẳng tai đấy. Còn con dài đuôi này thì tai Bắc Hà rồi, không phải nghĩ rồi. Đó, mặt lơ lửng ở giữa. Mặt cũng đẹp phết đấy chứ không phải chuyện đùa nha. Mặt đẹp phết, người ngậm các thứ, đuôi cập tự nhiên. Nếu mà cho ăn như này là không lên được tai đâu, phải ăn phải giảm cái dinh dưỡng đi thì mới được. Người béo tròn đường trục thế này. Nếu ấy anh nhá, nếu mà nó lên tai rồi anh cho ăn thế nào cũng được, nhưng khi mà nó chưa lên tai mà cho nó béo ấy, thì nó lại không lên tai được. Nhưng nếu mà lên tai rồi thì anh muốn cho ăn kiểu gì ăn, miễn là làm sao anh cứ bổ sung canxi hàng ngày là được. Anh muốn cho ăn bao nhiêu thì ăn, tai nó vẫn cứ dựng. Bổ sung canxi, chini, bỏ lại là không ngày nào thiếu chini. Nhưng mà cái vấn đề là cái câu chuyện ở đây là cái câu chuyện là cái chibi thì nó không liên quan gì đến cái việc lên tai. Chibi nó tăng cái tiêu hóa, tăng hấp thu, là con chó nó cái tiêu hóa nó khỏe thì nó ăn thì nó tiêu hóa tốt. Với nó bổ sung cái dinh dưỡng, nhưng mà cái canxi là cái mà để cho phục vụ cho lên tai, thì khi mà con chó nó béo thì nó cũng không lên được. Tai nó nặng. Mà khi nó béo thì nó hấp thụ canxi kém. Rồi đàn này sẽ quân phiệt, không cho ăn nhiều. Có đúng lưỡi. Ok. Đớp ruồi à? Hả? À? Đớp ruồi hả? Đây là con cụt đuôi đấy. Quay mặt của con cụt đuôi. Con có đuôi đây. Đây, có đuôi đây. Có đuôi mặt rất ngầu. Nhưng có đuôi này là mặt rất ngầu, nhưng mà tai là tai Bắc Hà rồi. Ok, khỏi nghĩ. Hai con đều đúng lưỡi. Đấy, khi mà bắt chó bản thì nó thế, nó sẽ pha máu. Nó sẽ pha máu lung tung, nhưng mà ở cái khu vực mình bắt là khu vực Đồng Văn, cao nguyên Đồng Văn thì cao nguyên đá, thì khu vực đấy hầu như nó chỉ một là Mông Cọc, hai là Bắc Hà, thì nó không có giống chó khác. Thì nó có hai giống nó pha với nhau thôi. Chứ một số cái khu vực mà người ta ở lẫn lộn với lại cả người Mông, cả các dân tộc khác và cả người Kinh nữa thì nó còn pha cả chó ta nữa, nó sẽ ra lung tung hết. Đây là coi như là nó là hai giống ở trong con chó, là nó có hai dòng máu, hai con chó con này là Mông Cọc và Bắc Hà. Thì hai con đẻ ra đến đời con này là một con máu Bắc Hà này, dài đuôi ra Bắc Hà, tai Bắc Hà luôn. Con cụt đuôi cọc tự nhiên này thì cái tai của nó, cái mặt của nó lại hơi khác một chút. Nó là theo máu Mông Cọc nhiều hơn. Đó. Một con 10 cân, một con 11 cân. Ai mà có bắt thì liên hệ với lại chạy theo số điện thoại mà ưu tiên người ở Hà Nội thôi. Hoặc là các tỉnh miền Bắc có thể bắt được chó. Chứ miền Nam thì giai đoạn này thì không có bán được, không có ship được. Thì liên hệ theo số điện thoại 0901008234 nhé. Điện thoại hoặc Zalo. Ok. Bắt hai con về nuôi cùng trong nhà thì càng đẹp, hai con cái.